Princess, công chúa. Trang, Trang xin kính chào đại gia đình của mình. Trang rất là vui khi đại gia đình của mình đã đến với kênh Trang Lê Cooking Channel. Mở lại rồi nha quý vị. Nhưng mà mình sẽ post hai bên luôn. Hai bên luôn. Hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ với quý vị công thức miếng xào Hàn Quốc. Miếng xào Hàn Quốc thì cái công thức nó rất là đơn giản. Để Trang lấy cái bịch miếng cái hiệu. Trang xài cái loại miếng này. Đó. Trang xài miếng này nha. Miếng là được rồi. Mình xài loại mất tiền cũng được, nhưng mà cái này thì nó rẻ, cái này không có nhiêu tiền, cái này chỉ có 2-3 đồng nha. Đó. Thì Trang xài nửa bọc này thôi. Nửa bọc này thì Trang làm cái này khoảng 5 phần ăn. 5-6 người ăn nha. Thì nửa trái ớt. Trái ớt mà ớt ớt chuông á. Bell pepper. Nửa trái ớt đỏ, nửa trái ớt xanh. Cái rau này, cái này là cái rau mà nếu ở Việt Nam mình á thì mình làm bằng cái cọng của cái cải để xanh nha, cái cải ngọt nha. Nhưng mà cái này thì Trang trong mua này là cái cải mà của Mỹ. Spinach. Yeah, spinach mà ok, cũng ok. Nửa cây cà rốt, nửa thôi, rồi bào mỏng ra cái mình mới làm nước á. Nước nó chưa sôi, mình trụng sơn cái là mình tháo ra liền. Thì bắt đầu mình dắt cho nó gáo nước. Đó. Hai tép hành. Hành lá của mình. Đó. Cái miếng hôm nay thì Trang làm miếng là nó mình có thể mình làm miếng thịt bò, ướp thịt bò. Thịt bò thì phải có là trứng. Còn hôm nay thì Trang làm bằng bộ phận của con gà, tức là gan, tim và mề. Mình làm tim, gan, mề thì mình không làm trứng, sắc trứng á, mình không làm bằng đó. Còn nếu mà quý vị ăn chay á thì quý vị rau cải như Trang gì, quý vị nhớ cái nước sốt thần thánh của mình không, là chay đó nha. Nếu mình ăn chay thì mình trộn tàu hũ vô, mình đừng bỏ thịt, đó là chay nha. Bởi cái nước sốt thần thánh này á, nó tuyệt vời lắm quý vị. Cái nước sốt thần thánh, cái video mình cũng để trên đó rồi nha. Thành thử ra nếu mà chưa biết làm thì vô cái channel của Trang coi lại. Cái rau này mình luộc, mình trụng qua cái là mình vớt ra liền, mình bóp cho nó khô. Mình bóp cho nó khô. Còn cái miếng này á, thì mình luộc khoảng chừng 2 phút, 3 phút mà. Nó mềm giờ được rồi nè. Đó, miếng nha. Rồi bây giờ thì nửa củ hành. Nửa củ hành. Một tép củ hành tím. Hai cái tép tỏi nhỏ. Biết tại sao mà mình ít cái gia vị này không? Tại vì cái nước sốt thần thánh của mình á thì nó đã có đầy đủ rồi, gia vị rồi. Bởi cái nước sốt thần thánh này mình làm được mấy chục món ăn luôn nếu mình có cái nước sốt thần thánh. Bây giờ Trang sẽ đắp cái chảo lên. Bắt cái chảo này bên này nữa mà bự hơn, nó lớn hơn. Quý vị biết Trang không? Trang chỉ xào này thôi à. Còn mấy này chín rồi. Mấy này Trang phải trộn. Bởi vì Trang phải có bộ găng tay nè. Cái này, công thức cái này á, rất là nhanh. Chỉ mình organize xong hết lúc mình nấu á, 10 phút mình có ăn rồi. Cái luộc miếng này Trang. Dạ. Là mình nước sôi mình mới bỏ miếng vô. Dạ đúng rồi. Là bỏ miếng vô 2 phút. 2-3 phút mà chừng mà mình lấy cái ngón tay nè, mình ngắt mình nè, vậy là vừa đó. Rồi xong rồi mình chỉ mình xả nước lạnh lên. Xả nước lạnh. Ok. Phải xả nước lạnh. Dạ, so cái đó thôi, tại vì những người mà giống như Birdie mà không biết nấu thì have a hard time, I understand. Thì cái nhớ Trang nói là chờ cái nước sôi lên rồi mới bỏ cái bún vô. Cỡ 2 phút nhưng mà phải lấy ngón tay mình bấm thử coi nó có bể không đó, có gãy không á. Rồi mới đổ nước lạnh cho đẹp chắc cái đa, xong rồi đổ nước lạnh lên cho cái bún này nó đừng bây có gì. Bây giờ Trang sẽ bỏ tất cả này vô trong xào, trong ấy lên. Đi thơm lên. Hôm nay người ta uống 7 up thấy lạ không? Tại trời mưa đó. Không phải uống 7 up trời mới mưa à. Chứ không lạ quá. Lạ gì vậy? Tôi nói gì kệ tôi. Chứ người ta uống rượu thì trời đâu có mưa đâu. Giờ đang mưa nè.
Mình luộc cái này cũng vậy, mình luộc cái này có gì thấy không, mình luộc xong mình để cho ráo nước luộc để... cho chín luôn hay sao cha? À, gần như chín luôn, lát mình xào lại là vừa rồi. Mình xào lại thì mình mới là bỏ cái nước sốt thần thánh mình vô, còn lát cái này á là mình trộn vô hết luôn, cả cái nước sốt thần thánh mình cũng bỏ ở đây mình trộn lên. Là mình đã có miếng rồi đó, mình đã có miếng của Hàn Quốc rồi đó, nó nhanh gọn lẹ gì đó quý vị. Mình không cần nêm nếm gì hết nha, nước sốt thần thánh này đủ rồi nha, mình đừng bỏ. Nếu mà quý vị muốn nêm thì cứ nêm thêm, còn chắc Trang á thì chắc Trang rắc canh thử á, nếu mà nó chưa có đủ đậm đà thì Trang sẽ nêm thêm chút. Nhưng mà Trang nghĩ không cần phải nêm thêm. Cái này mình ăn với lại chén nước tương với ớt lên nữa. So how are you guys doing, huh? Cái gì? Từ đâu? Con quay á, lúc nào cũng không thấy tôi mập mà lùng hết trơn á. Thấy không? Ở ngoài ta đâu có mập lùng đâu. It's not me, man. It's your camera. Tướng có tí đỉ à? Mà nào quay tôi. Cũng có người, có anh nào á, em nào ở sao dê gặp Trang đó. Sao dê mà, đi gặp nhiều lắm, gặp hoài à. Saw a message. Yeah, bắt không bắt lên ổn lắm. Có như gì nè, có gì là Trang đã bỏ này cho Trang xào rồi nha. Đó. Nó thơm á. Không, ai nó thơm không? Mình quý vị ai nấu thì quý vị cứ canh, còn Trang thì Trang nấu cho quen rồi. Đó, nó xong thanh bỏ vô. Nhớ nha, cái cách làm nước sốt đó, mình có cái video đó rồi. Nhớ vô coi nha. Nước sốt này làm như vậy dễ làm quá ha. Trời ơi, có nước sốt này rồi mình không biết, mình chế không biết bao nhiêu món mà nói. Cái sao em nắp không? Phải nắp cái đầu vũ nước xuống, mình không có làm nước, tại miếng để khô. Hơn chín phần nữa thôi. Ừ. Make sure là nó chín không? Cho nó chín. Thế là sao? Tại vì á, cá thấm. Ừ. Thấm nữa. Vừa chín mà vừa thấm nữa. Này để đây cho mang tay để không tổn mình. Mình trở về đây nha. Miếng này nếu mà quý vị mà không muốn gấp đũa mà cho nó ấy á, thì mình
mình cắt làm hai, lấy đũa nó kéo mình cắt ra. Mình cắt thì đến lúc mình gấp á, mình không có bị mà gấp dài thòn, dài thòn bực bội lắm. Nó được khô, cái này còn nhỏ quá anh hả? Ừ. Còn nhỏ quá. Mới có lấy cái thau không? Thấy không? Anh lấy cái thau giùm em đi, thau bự á. Không, thau bự á. Sơn cái. Ý là sạch này. Để mở nó ra. Để ra được rồi. Rộng rãi nó dễ trộn hơn. Lát nữa cũng bỏ qua cái thau này. Quý vị thấy không? Không dầu ăn không gì hết nha quý vị. Tại vì cái này á, cái công thức của Trang nấu á là nó rất là healthy. Không có phải giống như là dầu mỡ rồi đầm quá trời. Trang sẽ trộn một chút xíu nước sốt thần thánh vô đây nữa. Tiếp ly rồi. Quan trọng là nó không có dính nó ra ha. Nó không dính, dạ. Đừng có dầu ăn. Cái không cần, tại nước sốt thần thánh mình đủ rồi. Ừ. Thấy không? Dạ. Yeah. Cái tươi cho hơn. I'll show you guys. Okay. Oh. Okay. Tắt lửa liền. Dạ, yeah, okay. Nếu mà là thánh, thánh nói không có cần lấy cái cây, đổ vô lấy cái tay trộn phải không? Trong tính lấy cây em trộn á. Nếu mà là thánh, thánh sẽ nói vậy đó. Không, tại thánh trộn không à. À. Tay trộn không à. Xong, đổ qua thau lại, trộn lên. Lấy tay trộn nè. Anh dịnh cái thau giùm em. Được không? Đây, lấy cây này ra. Lấy cây ra. Dịnh cái thau giùm em. Rồi, dịnh. Không nóng hả? Nóng chứ, nhưng em quen rồi. Trời trời. Tại dân làm bếp mà đại ca, trời gì. Nó luyện, này là luyện thiết sao chưởng thứ thiệt. Tới gần chưởng cả là 5 năm, 5 ngón tay dính vô người liền. Tại dân làm bếp mà. À, quý vị nhớ nha, khi nào mình miếng này mà mình xào với cái lòng gà thì mình không có bỏ tàu hũ nha. Và không bỏ trứng nha. Tôm nha, không có. Không có bỏ trứng nha, với thịt bò nha, chỉ khi nào thịt bò, trứng thì mới tàu hũ. Còn nếu ăn chay thì mình chỉ bỏ tàu hũ thôi, tàu hũ với tàu hũ kia. Ừ. Thay vì bỏ thịt thì mình vậy, cái này ăn chay được luôn nha quý vị. Nếu mình đừng cái nước sốt thần thánh của mình là ăn chay được luôn đó nha. Rồi xong rồi đó. Wow. Giờ đổ qua tô, đổ qua thau này.
nhanh gọn lẹ, bổ dưỡng, không dầu mỡ. Rồi xong. Lại nước tương nè. Mình muốn đẹp nữa thì mình bỏ mấy cái cọng ngò lên nữa là xong đó quý vị. Rồi, đây. You gonna try? Để nước tương đi tới đây nè. Cái cài nữa. Bỏ miếng giấm sủi vô nè. Không, 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 giấm sủi được. Cái này không ăn giấm sủi được đây. Nãy ăn gì mà sắp? Nãy ăn gì? Ồ, ăn cua. Mới ăn hết con cua. Ăn cua với miếng. Không, miếng ăn sáng. Hồi sáng ăn cua với miếng, hồi nãy cũng còn một con cua ăn hết trơn rồi. Dớt luôn hả? Dớt luôn rồi. Đầy vô bụng luôn. Tầm bụng của mi hết rồi. Ăn chỉ mới sống nổi, ăn như vô sao sống nổi. Bà đi ăn ít lắm. Bà đi ăn nó giống như mèo hử. Ăn ít vậy mà cộng đồng mạng cũng nói nữa. Nói chip. Ba đi ăn ít hơn Trang. Hồi đó ăn cơm tấm Thiên Hương á, em hai đứa con chỉ ăn phần cơm tấm thôi. Nó bự thiệt chứ. Nhiều quá đi, nó nhiều quá ăn không hết. Không phải mình hà tiện, mình bỏ ủa. Tại sao phí phạm vậy? Nhiều quá. Nhiều quá. Nếu là lúc nhỏ thì ăn hết, bây giờ không cách nào ăn được. Bụng ok, cái bụng nó bây giờ Trang thử nha, Trang xin mời đại gia đình. Chẳng thử như vậy. Cái này đã lắm nè, chẳng ớt. Trời ơi, vừa ăn luôn. Đúng không? À. Nó nghiêm không? Tự động không? Wow. Tại mình cho nó ăn cái đại đình. Cái ta trong quen rồi. Chẳng làm thấy nó gai Trang vậy à. Không cần nghiêm nếm luôn. Biết sao không? Chanh ga nấu ăn thì sao? Rất là ngon luôn. Giòn vừa kính tới. Thơm, ngon, nhanh gọn lẹ. Cuối tuần có mâm mới ăn với gia đình. Thay mình đi ăn ngoài làm chi. Cái dĩa này cũng 70-80 bạc. Cái này Trang làm có 10 đồng. 10 đồng ngon, bỏ thêm miếng ớt này vô. Bỏ ớt vô luôn, ngon. You want some? Cay là cái thằng, ủa cái thằng sắc tế kia rồi. Nó cay dễ sợ luôn. Còn miếng là vừa ăn luôn. Nhưng mà nếu mà mua miếng á, đừng có mua hiệu này, mua đúng cái hiệu của Hàn Quốc luôn mới ngon. Đi chợ không thấy. Cái này là của Việt Nam. Cái này để nấu miếng mà miếng gà. Còn bự vậy hả? Dạ. Còn miếng của Hàn Quốc ngon hơn. Miếng Hàn Quốc ngon hơn nhiều. Mắc. We had some. Tưởng hồi xưa mình có đó. Dục quá. Ngon lắm, miếng ngon. Ngon. Không biết cổng ăn, cổng còn đứng là nhọn, cà trợn, cà nhướng, cà trợn, nhướng tụi em chứ. Cho cái ớt, cho sạch chơi. Nào, sạch đi cưng. Ngon không? Đó. Nè, bơm mắt đi.
Em no quá rồi, ăn hết con cua. Em nhói lên, anh nhói lên, người ta lùn. Nó có nhúm nhúm nhói vô rồi. Mâm phun hết đi. Miệng của người ta nhỏ, lúc anh đóng vô. Trời ơi, miệng mà nhỏ, miệng con tát một cái miếng dĩa nát vô luôn. Ok. Em xin chúc đại đình của mình thành công với cái món miếng này nha. Miếng này thì cái này là công thức của Trang nha, chứ không phải là công thức đúng tâm của miếng Hàn Quốc nha quý vị. Cái này là theo cái công thức riêng của Trang. Trang làm nấu đồ ăn á, công thức là của Trang không à. Vừa rất là vừa ăn à. Trang không bao giờ mà theo cái chiều phái nấu ăn nào hết á. Trang có một cái công thức mà cái chiều phái nấu ăn của Trang riêng. Nhưng mà Trang học hỏi, vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày những cái món đồ ăn á. Mà Trang thấy cái nào mà Trang nhìn thấy trên YouTube hay trên bất cứ ai đi ăn cái gì nữa thì Trang tự Trang nghiên cứu ra, rồi Trang có một công thức riêng của Trang. Tức là mình lấy cái chút này một chút, lấy cái ngon này một chút, lấy cái ngon kia một chút, cái thành ra một cái là tuyệt phẩm nhân gian. Như đúng, tuyệt phẩm nhân gian. Ok, Trang xin cảm ơn. Để let me give a closer look. Nhớ cho Trang một cái sốt và một cái lai xinh xắn dễ thương duyên dáng tuyệt vời. Xin chúc tất cả mọi người, ông bà, cô bác, anh chị em thành công với cái món miếng này nha. Bye bye. Chào theo kiểu qua hậu. Phi phi tạ. Ok. Bye bye.